lắm. Còn cái chất của nó nói là trong cái chất nó có nhiều cái tinh dầu và trong có cái chất hóa học thì tôi không biết, nhưng mà nó có 3-4 chất gì đấy nó phục vụ cho con người. Thứ nhất là uống vào nó sẽ thấm dần vào xương khớp, ví dụ đầu gối mình thoái hóa, xương khớp mình thoái hóa. Trước tôi đau mặt lúc nào cũng méo đi, không dám động gì đến vặn người cả. Nhưng để đi khám thì cái tôi cũng bị ngã, hay là nói thật là tôi bị ngã hay là bị đau xương lưng của tôi nó keo đi, nó vẹo đi, trông nó ngoằn ngoèo, nó không giống như là thẳng tắp. Cho nên ai cũng bảo sao già chưa già mà đã đi gù thế, đi còng thế. Thế nhưng đến bây giờ thì thực tế là tôi vặn người các khác nó kêu cục, uống thuốc vào nó kêu cục các nó kia. Thế là bây giờ người tôi nó khỏe mạnh, uống cái này tôi người tôi khỏe mạnh, tôi cảm thấy là rất là thích. Chứ còn nói thật chứ tôi không bị huyết áp, tôi không bị một bệnh gì. Đi khám toàn bộ ở đa khoa quốc tế, từ thử máu cho đến ruột gan phèo phổi kiểm tra hết, không có bị một cái bệnh gì cả ngoài cái việc uống thuốc ra. Thế mà đến bây giờ như thế này tôi thấy là tôi sung sướng quá. Bây giờ tôi năm nay tôi lấy lần cuối cùng là lần thứ 3 của cái khóm này nha, ở gần tôi này. Sáng hôm nay tôi dậy tôi đi 2 lần, một lần là tôi xách bao tôi mang về, lần thứ 2 tôi phải mang xe đạp ra tôi lấy, lần thứ 2 tôi xách về đây. Thế là để tôi chữa thôi, thử yêu tôi chữa cho tôi nhưng mà tôi thông báo với mọi người đi chữa tìm cây thiên niên kiện này về. Và cách làm là như thế này, phải gọt bỏ đi nhưng mà phải xỏ gang tay vào, vì nó giống cái cây, nó giống cây giấy, nó gọi nhà giấy, gọi nhà giấy nó lại chữa. Tôi lại xem lại cây giấy nó lại chữa bệnh khác, ví dụ bị cảm mà phát là cây giấy đánh cảm hay là hết này, như cây giấy nó lại không phải chữa bệnh khớp này. Thế nhưng mà tôi xem thì nó cái cây giờ này nó chữa bệnh khớp. Ngoài cây này nó có thế này, nó có đặc điểm là nó có tinh dầu của nó rất nhiều, cho nên nếu khi mà làm tôi theo sách người ta nói đấy, gọt khi mà về gọt bỏ ra, bỏ ra đây này, tốt nhất là cái rễ này và cái thân cây này, khi gọt nhá để bỏ ra đây bỏ thế này, cái rễ này cũng rất tốt này, cái rễ này tốt lắm đấy. Thế xong gọt ra nó trắng phau phau đây, là trong nó trắng phau phau. Khả năng người ta còn gọi là bạch nhân kiện cũng đúng, nó trắng phau như là mình làm cái bộ thân dây, cái thân dây mình làm cũng nó cũng trắng. Nó xong nó thạch rồi, nhưng mà tất cả là tay phải đeo găng tay vì nó họ nhà dãy nó ngứa lắm. Hôm đâu tôi làm trong đầu tiên tôi không biết nó ngứa thôi rồi, vì sao tôi phải đi lấy chanh lấy muối tôi sát vào tay, lấy chanh tôi sát vào tay mãi mới khỏi. Và lại có một chị tôi đang thái thì chị sang bên cạnh, chị hàng xóm đó, chị sang chị tưởng là sang dây chị nhấm một phát, thế mà nhấm chị ngứa, tôi mới hét nên là chết rồi, nó ngứa nên là cuối cùng chị không biết. Đây là chị Phượng ở cái xóm Trung Dũng là chị rất ăn não, chị ngứa mà đến lúc chị cày về nó ngứa nó sưng cổ chị, nên là đến 10 ngày sau chị mới hết ngứa. Đấy nó là nguy hiểm như thế, cho nên bây giờ cách phải tôi phải có chút kinh nghiệm tôi cách làm này. Đầu tiên tôi lấy cây này về, đây tất cả nhánh nhung của nó này, tôi phải lại đeo găng tay vào, găng tay đi đâu gọt hết vỏ đi, xong nó trắng phao, xong bắt đầu tôi thái nhỏ nó ra. Đấy nhiều người không biết đấy, có đầy bên cạnh nhà cũng có nhưng mà không biết làm, thái nhỏ mỏng nó ra, xong bắt đầu ngâm như là ngâm thân dây khoảng 3 ngày 3 đêm. Sáng hôm nay thí dụ là sáng hôm nay ngâm thì đến sáng mai lại đổ nước đi, xong lại cho nước khác vào lại ngâm tiếp, đến ngày cứ làm như thế, làm như là ngâm một thân dây nào thì làm ngâm như thế. Sau đấy bắt đầu hơi khô, hơi thật khô nên bóp một phát nó gãy ra giòn ra, bắt đầu cho vào sao đấy. Sao thì đấy cái màu nó trắng như là cái màu cứ các người mọi người cứ hiểu như xanh dây thế nào thì nó trắng như thế. Thế sao lên
thì trong sách đấy người ta có hướng dẫn như này, là phải có rượu bảo quản, một đừng ngâm rượu. Thì mọi người nhớ này, tính của nó là ôn, tính ôn đấy, không nóng không lạnh, và nó có một cái mùi thơm rất là thơm, mà nó lại có mùi ngọt, không phải cho đường vô chứ kiểu nó ngọt chứ kiểu sao cái kiểu ngọt của thuốc. Ngâm xong một phát, từ hôm nay thả cái ấy vào, thả rượu vào, thế là nó đã ra một cái màu đỏ, màu đỏ giống như là màu rượu tây ấy, đỏ như thế. Thế để có khoảng một tuần thì bắt đầu đã uống được rồi, dắt ra uống. Uống thì người ta uống không cần uống say như là cái kiểu như này, uống ăn uống kiểu như là rượu chè, mà cái kiểu như là tiệc tùng đấy, thì đây là mình mới gọi là rượu thuốc. Mình uống một bữa thì có thể là uống một ngày mình uống 3 lần, mỗi lần thì khoảng nâng cái chén con thôi, thì tôi thấy cảm thấy người nó rất là khỏe. Thứ hai, nếu không thì thế này, trong cái quyển sách của Đỗ Tân Lợi người ta giới thiệu này, sao nên sang bắt đầu là, nhưng nó rất là hay móc, chỉ để một thời gian rất là ngắn, rất là mùa vô vùn đấy, ôi giời ơi, chỉ để 1-2 hôm nó đã móc trắng đen thì rồi lại phải mất đi. Tôi đã làm rồi, tôi biết rồi, mất hết đi. Nhưng bây giờ tôi kinh nghiệm, tôi thơm một, tôi mới ngâm một hũ rượu, giờ màu của nó đỏ đẹp lắm, uống vào cũng cảm thấy nó rất là khỏe. Còn nó còn chữa cả bệnh ngoài da nữa cơ. Ví dụ chỗ nào mà sắt sát hoặc là nấm nung các thứ, gãi hay như là màu mà gãi này nó ngứa hoặc cái nó sẩn ấy, thì lấy cái nước rượu của ngâm cái đấy xoa vào mặt nó sẽ nhẵn đẹp luôn. Thứ hai nữa là tôi lại xem không lâu rồi có xem Thủy, chứ con là con đó ngân hàng chính sách nó mua cho một cái loại thuốc ngoài da, trong đó cũng có cái chất thiên niên kiện, thế tôi mới biết là hoa chữa ngoài da, nên nó làm cho da đẹp cho trắng. Còn ở trong cái quyển của Ngô Tất Lợi thì cái đoạn đấy người ta nói là nó chữa cả bệnh dạ dày, cả bệnh thận, cả bệnh gan. Thì tôi vì cái những cái bệnh đấy, nhưng tôi cảm thấy tôi uống vào, tôi kết hợp như này thì tôi chắc tôi uống vào tôi cô thần cao, cao hơi đặc thôi, cao gọi cao nước thôi, hơi đặc thôi. Nhưng tôi phải đun 3 ngày liền nhé. Đến ngày thứ tư tôi chắc hết ra, tôi lấy nước cho vào đun cô lại thành cao, gần như là cao nước. Tôi đổ vào đi đun một cái nồi quân dụng hoặc là cái nồi to đấy, trong đó là kết hợp với này là một, thứ hai là cây cỏ xước là hai. Cây cỏ xước thì phải giới thiệu với tất cả mọi người là nó có cái tác dụng là không độc hại, nó chỉ có bổ gân bổ cơ thôi. Nhiều người cứ teo gân ấy, teo cơ đấy, là có cái cây cỏ xước vào là nó sẽ hỗ trợ. Thứ ba nữa là cái cây này, cái cây mà đậu xương ấy. Ê, trong cái quyển của Ngô Tất Lợi nó còn mở ngoặc, nó gọi là cây tử vi. Cây tử vi là cây là của như là cứu người đấy. Cây này nó là gọi là cây thần thông, nó lại còn có từ nữa là cây thần thông. Thần thông là như nào, nếu có ai không tin cắt một đoạn thôi, vứt vào chỗ nào nó cũng sống, không cần phải dòng xuống đất xuống đâu gì cả. Thế cho nên cây từ cây đậu xương này nó leo lên trên tất cả các loại cây cao, nó vẫn sống như thế. Cắt nó đi một đoạn dưới, mình không kéo được thì mình cắt nó đi, nhưng mà trên nó lại nhảy rễ ra từ trên xuống, nó bám trong đất hoặc là nó không nhảy rễ ra, nó cứ phát triển rễ nhưng nó vẫn sống theo kiểu tự nhiên, nó hút không khí và nó sống, không ai phải chăm sóc tưới tắm gì cả, nhưng nó vẫn sống đấy, người ta gọi là cây thần thông. Và nó còn từ thứ hai nữa là tử vi, cây tử vi, trong sách Phật gọi cây tử vi. Cái thứ ba nữa là nó cây là chính là cây đậu xương, chữa chủ yếu đậu xương trung phong. Đấy là ba cái cây đấy kết hợp lại, nhưng cây tử vi thì nó lại có đặc điểm này. Cây đậu xương đấy ai làm thì phải chú ý, khi cắt về rồi thì cắt từng đoạn một, nhưng đến khi mấu nó thì xin mọi người hãy vứt mấu đi. Thế sau đó là phơi vài nắng, nó khô rồi thì
thì bắt đầu sao sao người ta gọi là hạ thổ, sao lên xong phải đổ xuống đất. Mình không có đất thì cứ được, người miễn là đổ trong sân cũng được. Còn trên nút sao thì cho thêm một tí dầu, dầu trắng, lấy một tí dầu trắng đổ sao lên thì thứ nhất là nó cầm, nó giữ được thuốc. Cây này nó có đặc điểm rất là nóng. Tôi đã hỏi nhiều người để bỏ lại em uống cái cây nó nóng lắm, nóng như phát điên lên đấy. Nhưng mà như thế là không biết cách làm, là phải làm như thế. Thứ hai là khi mình sao lên rồi, xong bắt đầu gói hết vào. Sao cô thứ nhất bắt đầu nấu thành nước này như này. Cây thiên niên kiện này là một. Cây thứ hai là cây đậu xương. Cây thứ ba là quả xước nhé. Cây quả xước tốt nhất đấy, cũng là tốt. Rất cả những loại này đều tốt cả. Thế và xin mọi người hãy rang cho tôi một ít ô đen, rang sao ô đen lên, cũng hạ thổ, xong cũng cho vào kết hợp. Và nếu cần nữa thì cho ít đỗ đỏ. Đấy, đỗ đỏ là một. Thứ hai nữa là cho ít cam thảo vào nữa. Đun lên xong, đun khoảng 3 ngày liền. Cứ cạn lại đổ nước vào, cạn đổ nước vào 3 ngày liền. Sau đó thì bắt đầu lọc, bỏ hết bã vất đi, lấy cái nước ấy cạn hết cấn bỏ đi. Xong bắt đầu cho vào, lúc ấy không cần đun bếp, củi bếp gì cả. Cho vào cái nồi cơm điện hoặc là cái nồi điện ấy, cắm điện và để ý, hoặc là bếp ga để ý, cứ vừa đun vừa ngoáy. Ngoáy làm sao mà để cho nó sủi bọt lên. Tất cả những cái bọt những cái thứ đấy là gạn vất đi, gạn vất hết đi. Xong đến cuối cùng thì thấy nó cảm thấy đừng có cạn quá là cũng không được. Nó khô quá thì cho vào lọ nó cũng khó. Cứ cho nó hơi còn nhiều nước cũng rót một phát là được ngay thì được. Tôi đun thì vừa rồi là tôi đun 3 ngày liền. Mà bây giờ tôi cắt lại chỉ còn được có 2 cái chai mà chai nhựa đấy, là tí tí này thôi, khoảng hơn 20g này, 20 phân này thôi. Em cứ để vào tủ lạnh. Thế nhưng mỗi một lần uống thì không nên uống nhiều. Nó nhiều chất như thế thì uống nhiều. Uống vào nhá, thì cần tôi biết được có một người ở trên thì Bắc Cạn như thế, hồi ấy tôi đi vào Quy Nhơn người ta cũng bán trên cao đấy. Thì nó quy định là mỗi một lần uống khi sau khi ăn một ngày 2 lần thôi. Ăn sáng thì rót ra khoảng là một thìa cà phê, pha một tí nước ấm ấm. Nước sôi để nguội nhưng ấm ấm. Nước sôi và để ấm ấm uống vào. Xong đến gần tối lại uống vào. Nếu còn nhiều người thích cho nó buồn ngủ nó thì thế này, lấy thêm cây nạc tiên nhé. Cây nạc tiên cũng đun vào. Cây bông nem cũng đun vào. Cây bông nem nó có tác dụng là sáng mắt ra, làm nó giãn đồng tử. Bây giờ mình già rồi là mình thoái hóa, thứ nhất là nó mắt nó kém, nhiều bà cứ chảy nước mắt ra, trong nhìn thì chẳng rõ gì cả. Đấy nó là ảnh hưởng là thoái hóa mắt. Thì uống cái cây bông nem mà nó có tốt thì thế. Thứ hai nó là cây nạc tiên. Cây nạc tiên là cái cây hồng dây, ngày xưa các cụ vẫn gọi cây hồng dây. Có cái quả nó vàng vàng, nó chín thì ăn nó thơm thơm. Cây đấy nó không độc hại gì cả. Tôi xem là cái sách của Đỗ Tất Lợi ấy, không độc hại gì cả, mà tốt cho toàn bộ hệ thần kinh của con người. Con người ta là có một hệ thống thần kinh từ trên đầu này xuống đến chân, đến tất cả mong đến các đầu ngón chân là đều có cái hệ thần kinh. Thậm chí là dọc sống lưng mà ai bị đau một cái là có khi một cái dây thần kinh nó cũng teo một cái cũng bị đó. Thế là uống cái này vào cực tốt luôn. Thế cho nên là mọi người, tôi mới uống thôi, nhưng tôi thứ thế giờ tôi chả cần gì về khi khác bệnh viện gì. Tôi đi còn chạy được nhé. Tôi đi từ đây ra chợ Ruột, rất nhiều người nó trẻ nó cứ hỏi tôi năm nay bà bao tuổi, khoảng 80 rồi. Thế chúng nó cứ cười, nó hỏi cứ tưởng bà nhìn 60 70, hơn 60 đến 70 là cùng, nhưng không đâu. Thế nhưng mà cuối cùng nó hỏi thế sao cháu hâm mộ thế, bà đi nhanh thế. Thế có một cái anh ấy bảo anh bán hoa, anh cũng ra anh phục vụ anh ấy, nó lúc đi nhanh, đi đến 3 lần đi chợ quên, đi cũng quên, đầu óc nó cũng hay quên. Đi ra chợ quên không vỡ, giả dụ thế, về nhà này bộ thuốc quả chanh cũng quên lại, thì cũng là hôm nay mua ít thịt xay về làm mắm tôm chưng chẳng hạn,
hành đói chẳng hạn. Nó lại đi chợ lần nữa. Thế giờ đi đến lúc giữa đường nó mới ra nó ngăn tôi bảo, thế bà đi đâu? À nó ra bà chơi. Bà ra cho bộ này, bộ gì thì tại tuy cũng không biết anh bộ gì. Sao bà đi nhanh thế? Giờ chúng cháu muốn đi nhanh như bà không được. Thì tôi bảo là tôi cái tính của tôi nó đi nhanh, hay đi nhanh cho nên số vất vả. Thế chị bảo thế thôi. Cháu muốn đi nhanh như bà không được chứ cũng cho trông cho sao chúng cháu thèm thế. Chúng cháu hâm mộ về gì về cái sức khỏe của bà thế. Đấy nhưng mà là tôi cũng có những lần tôi đấy bị thoái hóa khớp khó thế. Đi muốn đi khám chỗ khác xong đa khoa quốc tế khám con nó phải bê chân nó vào mới cho thuốc. Thì mới biết được là mình thoái hóa khớp nọ kia cứng khớp cồn khớp. Nhưng đến bây giờ thì cũng là mấy năm rồi không có phải đi khám bệnh viện gì cả, không cần gì cả. Mà tôi cũng chưa một hồi viên thuốc tây nào cả. Giờ tôi cứ uống cái này là tôi khỏi, tự tôi chữa tôi thôi. Nhưng tôi kinh vì chồng tôi bảo là bà không có trình độ gì cả mà bà dám đi lấy thuốc trong bà đừng có cho mọi người uống, để cho mọi người cũng thông cảm với tôi nè. Tôi muốn cứu mọi người nhưng mà mọi người ông ấy bảo không may người ta làm sao là bà làm phúc phải tội. Nói rồi cơ địa từng người. Thế cho nên tôi khuyên mọi người này quyết gần cây thiên niên kiện thì hãy cứ tìm cây thiên niên kiện là một. Cây thứ hai là cây đậu xương, thứ ba là cây quả xước. Đấy. Và thứ bốn là cây nạp tiên. Gọi cây nạp tiên, cây hồng quân hồng neo ngày xưa đấy. Đấy. Thế xong kết hợp thêm một số cái cây nữa, cây bông nem để nó sáng mắt. Giờ mình thái hóa rồi đấy. Thì bây giờ mình làm như thế, chủ yếu là cho mình như thế. Chứ còn nhiều cây thuốc nó chữa và nhiều bệnh lắm. Chứ không phải một cây thuốc, mỗi cây thuốc nó chữa một bệnh khác nhau. Nhưng mình kết hợp chính của mình bây giờ là người già bây giờ, với phụ nữ bây giờ là 80 năm, 90 năm là của Việt Nam đều là bệnh xương khớp. Cho nên mình chú ý cái chỗ đấy. Chứ còn nhiều người đi mua cả thuốc ở nước ngoài, người ta cũng đều có cái vị này cả. Tôi xem hết rồi, đều có vị này cả. Thế cho nên mình uống trực tiếp cũng là tốt hơn. Cho nên là đấy hôm nay đây này, lấy về đây này. Tôi bắt con tôi nó chụp cái này, cụ thể như thế này. Đấy nhá, tôi còn đi chân đất đây này. Cái rễ của nó đây này. Một cái gốc này như này, cái rễ nó ra như này. Rễ này là cũng tốt lắm. Còn cái lá thì nó thôi, nó bỏ không dùng lá. Chủ yếu là dùng rễ và dùng thân cây của nó. Đấy. Nhiều người không tin nhé, đi lên mạng đi mà xem cái cây cây thiên niên kiện này, xem trên núi người ta lấy như thế nào, làm sao được cái cây như to như của tôi. Cây to này nó là cây tổ, rồi tất cả những cây nhỏ tôi gọi là tiên, tổ tiên, xong đến các họ, các chi phát triển sau này nó là các họ, các cháu, các chất nhỏ kia. Đấy là như chào, nó khá mà. Đây, cá đó đây.